xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Bé Út Chibi nha. Và video ngày hôm nay xin mời các bạn cùng với chị kiểm tra đơn hàng của các bạn đã đặt ngay. Hello, xin chào Trần Hoàng, Khánh Linh. Khánh Linh là chủ đơn hàng khách quen của shop. Đây, bạn Khánh Linh có đặt một đôi bông tai, ngẫu nhiên shop lấy cho mình đôi công. Mẫu này 15.000 nha các bạn, chỉ có 15.000 thôi. Và đồng thời shop cũng tặng cho mình một cái đôi bông tai chữ L ha. Đây bạn Tinh Linh tặng cho bạn đôi bông tai chữ L là Tinh Linh. Hy vọng mình sẽ thích nè. Và ngoài ra trong đơn hàng của bạn thì có đặt thêm là 3 bịch kẹo Sikula bọc dâu tây, 3 vị khác nhau, 3 màu khác nhau nha. Đây, màu xanh, màu trắng và màu Sikula bọc dâu tây ha. Trái này là dâu tây khô các bạn. Đó, bọc lại. Thì này ngoài là lớp Sikula. Thì 3 màu thì 3 vị khác nhau. Vị này là vị gì? Đó, nhìn khác nhau ha. Ăn rất ngon. Ở trong thì trái dâu nó có vị chua, Sikula thì nó có vị ngọt. Đó, ăn rất là ngon. Mẫu này bịch này là 38.000 một bịch. Ở đây shop có lấy một cái bịch lẻ ra ở ngoài của lẻ của shop á, shop sẽ giới thiệu cho mình là cái mẫu này, màu này à, ở bên trong thử ra cái vị đó. Đây, xé ra bên trong như thế này ha. Đây, lớp rồi đó. Đây, lẻ ra dâu tây ở trong ha. Đó, các bạn thấy dâu ở trong rồi các bạn. Đó, nguyên một trái dâu luôn ha. Đó, nó nguyên một trái dâu sấy luôn á, ở trong là nguyên trái dâu bọc lại. Đây là gọi là siêu la bọc dâu tây nha các bạn, ăn rất là ngon. Là khi xé ra rồi đó, anh Tiến anh ăn luôn rồi, ngon lắm, ngọt chua chua. Cái này Tết mà đẩy khách cũng rất là ý nghĩa nha các bạn, ngon nữa. Chỉ 38.000 một bịch thôi. Tiếp theo là đơn hàng của Khả Hân, cũng là khách quen của shop. Ở đây Khả Hân có đặt là một cái trứng lơ, trứng lưới màu vàng trên tiếng các bạn. Đó, bạn thấy lấp lánh không? Ở bên nè, khá là các bạn xem ở trong như thế này. Các bạn thấy ở ngoài nó không có được đẹp không? Ở trong bịch. Đây, lớp nhẹ, nó lòi ra nè. Wow, trên tiếng ghê không? Đẹp không các bạn? Wow. Cái cọc tóc này là sắp tặng cho mình cái đàn chim hoa cúc mini nè, sắp tặng cho mình cái cọc tóc. Giờ mình sẽ thích luôn. Trong đó bạn đặt cái 5 cây bút bút bôi đường bút 5.000 ha. Đó, có đồng tiền nè, thỏ nè, đây là gấu nè, Pikachu nè. Tiếp theo là cái này là cái dù nè. Wow, cái dù có chan trong đây nữa nè. Tiếp theo là cái này là dính dây vậy đây, chân trâu ha, chân trâu có vương miệng á, có chữ tiếng nữa nè, khoảng 5.000. Là 5 cây bút mực màu xanh, nó sẽ bỏ qua quên. Đây là bạn mực sắp hình dáng lụa anime. Bạn đặt là Sakura đó, nhưng mà sắp không có Sakura nhé. Lấy anime cho mình là rất là đẹp luôn. Và một cái là hộp cấp 3. Đây hộp cấp 3. Đó là các bạn xem đây. Đó, cái hộp rất là đẹp ha. Đó là như thế này, ở trong cấp 3. Ở trong đây nó có một số kim bút chì á, kim á. Cái gì? Chì ngồi chì các bạn, hộp bút chì á để mình bỏ vào đây nha. Thì bỏ gắn vào để mình vẽ làm cấp 3, một bộ như vậy là 16.000. Luôn. Đây là những cái sticker hình dáng bạn đặt nè, bạn phải chọn mẫu rồi. Thì đây là có cái váy kim tuyến của nơ rất là đẹp, mẫu này mới luôn, nhìn rất là xuất sắc. Đó, thêm cái mẫu này nữa, bạn lấy hai cái màu xanh khác nhau nè, kim tuyến quá là đẹp luôn các bạn ơi, quá xịn sò. 25.000 bộ này, và bạn đặt cái đây hình dáng dẻo nè, có cái cây đũa nè, rất thật đấy, có cái hạt kim cương lấp lánh rất là đẹp. Mẫu này là 30.000, mẫu này nữa cũng hình dáng dẻo luôn, 30.000 luôn, hình này hình mặt chibi ha, mình hình tròn tròn là mặt chibi các bạn. Hình anime đó, rất là dễ thương. Mẫu này là 30.000. Mẫu này nữa, mẫu này là lớn ha, mẫu này lớn 35.000, có ánh hologram chiếu đó, rất là đẹp. Này nó chiếu lấp lánh nè, buổi tối mà đội đèn lên nó chiếu sáng rất là đẹp lắm các bạn. Nó có ánh hologram á. Mẫu này thì nó lớn, nó to, nó có tới 6 nhân vật. Cô gái này các bạn ha, cũng đồng nhỏ rất là đẹp luôn, dễ thương nữa. 35.000. Đây là đơn hàng của anh Thư ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng lại là khách quen của shop luôn nè. Hôm nay toàn là đơn hàng khách quen không. Đầu vào sắp tặng cho mình một cái cọc tóc Renchi nè, hình nơ màu xanh, hôm nay thỏ này rất là dễ thương luôn ha. Và đây là combo hình dáng 200.000, combo sticker 200.000, shop lấy ngẫu nhiên tất cả các loại cho mình. Thì đó, combo này nó có máy giặt các bạn, combo bếp rồi đó, dụng cụ. Và đây những cái hình dáng dài nè, 5.000 hình dáng này nữa, combo ha, combo 200.000, rất là nhiều luôn. Thì mua combo này sẽ rất là lợi nè, sẽ được ví dụ như mình mua 200.000 thì shop sẽ lấy giá trị của mình là khoảng lên hơn 210.000 ha, 215.000, 20. Đó, và đây, và đây nè, đây là hình dáng dẻo nè. Đó, đủ loại luôn nha. Combo thì không phải là shop lấy gọi những cái mẫu xấu cho mình đâu, là lấy ngẫu nhiên thôi, đủ loại khác nhau luôn, từ nhỏ đến lớn. Hình dáng dẻo đẹp nè đúng không, hình nhỏ, hình lớn, hình là 16.000 nè. Hình này thì là 14.000, có cô gái rất là dễ thương luôn. Đó, có tóc, có cái váy sọc chấm bi nè, giống như thật luôn các bạn. Cái này thì 10.000 ha, có cái chân bướm nè, quá là đẹp. Đây nữa, các bạn mà muốn biết chi tiết về những cái sticker này nè, giới thiệu chi tiết và làm những câu chuyện này, các bạn hãy vào kênh 1001 câu chuyện ha. Chị luôn có những cái video mới hướng dẫn cho mình làm những cái sticker, vẽ, tạo những câu chuyện,
và rất là vui. Và cái này có cái chiếc giường, giường công chúa đẹp ghê nè các bạn. Mà những cái mẫu này đặc biệt là đằng sau nó có tô màu hết nha các bạn, không thể bỏ lỡ luôn. Mình chơi tận dụng hết tất cả hình dáng và tô màu nha. Đây tô màu nữa. Và ở dưới này là nó có cái phông nền nè, ở dưới đây là có cái phông nền để mình làm câu chuyện các bạn. Làm câu chuyện không thì mình mua một cái cuốn tạo câu chuyện á. Đây cái cuốn tạo câu chuyện trước cơ nè. Một là bạn làm trên cái hình nền này luôn, hai là bạn mua cái cuốn này nè, bên shop cũng có bán 56.000 ha. Cuốn này mình tạo câu chuyện thì mình lưu lại luôn, mình lưu lại chơi xong hết cái mình lưu nguyên cuốn sổ này rất là tiện. Còn mình chơi những tờ giấy kia nó sẽ không có lưu lại được hết, nó sẽ rời rạc và nó thất lạc. Mình làm kỷ niệm nè đó. Mẫu này nữa ha, mẫu này là 35.000 mỗi hologram, 35.000 ở cái combo trên cơ á, 200.000 như vậy là đủ rồi đó các bạn, rất là nhiều luôn đúng không? Thì các bạn nào thích những cái món hàng thì shop tiện nhanh tay đặt hàng ha, xin phép ba mẹ mình. Rồi video hôm nay của mình đã kết thúc và hẹn các bạn video sau nha. Ngoài ra shop còn bán đầy đủ các loại búp bê lớn nhỏ, trang phục phụ kiện, trang sức và đồ dùng cho búp bê, có cả những đạn búp bê giấy, trang điểm búp bê, tô màu búp bê, tô màu nổi, tranh cào thang. Song song đó, các sản phẩm đồ dùng học tập của shop FGB cũng rất là đa dạng và được rất nhiều bạn tin tưởng. Kèm theo đó còn có những loại bánh kẹo rất là hot hiện nay cũng được shop bán. Mặt khác, để phục vụ nhu cầu làm đẹp của bạn, shop cũng có bán những cái phụ kiện thời trang, lắc tay, kẹp tóc, mỹ phẩm, móng tay, bông tay, cột tóc, vân vân. Và dĩ nhiên không thể thiếu những cái ba lô đi học xinh xắn, ba lô thời trang đi chơi dạo phố, túi đeo chéo các kiểu, băng đô, quần áo, phủ nhồi bông. Và có cả những đồ dùng cho các bạn trai như là siêu nhân, khủng long, Rubik, bích tông, xe, rồi các dụng cụ âm nhạc, game, xe kệ siêu thị cho các bạn nhỏ. Tất nhiên là cũng có những bạn Lego, Slam May, Galaxy, Slam Trong, Slumber, các kiểu giá rẻ. Wow, ngoài ra còn có cả một cái kệ đồ dành cho các idol Hàn Quốc, idol Việt Nam của chúng ta, cũng như những cái móc khóa rất là xinh xắn như thế này. Các bạn ơi, hãy nhanh tay đến với shop Tết GD chọn lựa những món đồ yêu quý, xinh đẹp để có chung một giá ship duy nhất nha. Giá ship chỉ từ 30 cho đến 35.000 đồng, một giá ship duy nhất, dù các bạn mua nhiều hay mua ít. Và thật tuyệt vời, nếu như các bạn mua từ 800.000 trở lên thì được miễn phí ship luôn. Wow, các bạn thấy đó, hàng trong shop FGB lúc nào cũng đầy ắp hết, chờ đón các bạn đặt hàng. Và hãy nhớ, nếu như muốn đặt hàng hãy gọi 0937 899 707 để đặt hàng. Đừng quên là xin phép ba mẹ nha. Và shop còn có Zalo, Facebook, Bé Út GB 0937 899 707, luôn cập nhật những sản phẩm đơn giá cho các bạn dễ chọn lựa. Và video đến đây là kết thúc rồi. Thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Chúc các bạn xem video vui, chọn lựa được những sản phẩm ưng ý, giá ship rẻ, giá ship duy nhất, không cần đắn đo về giá ship. Còn là địa điểm bán hàng uy tín, chất lượng suốt nhiều năm với phương châm phục vụ hết mình, tận tình. Còn bây giờ chắc là phải bye bye rồi. Hẹn gặp lại ở video sau. Đừng quên bấm like và thả tim và đăng ký thành viên kênh Bé Út GB để theo dõi những sản phẩm, những đơn hàng mới nhất nha. Chúc các bạn lúc nào cũng vui tươi. Yêu các bạn rất nhiều.